Hiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên nha. Thì bây giờ là Tiên đang giao được mẫu của Trương Diệu Linh. Đó. Ủa ơi. Nó lại nó quất banh xác luôn rồi cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị tan hoang luôn rồi. Cái con chắc là cái con hù hù nó làm Nó không có ăn thu, nó không ăn mà gió gớt không, gió không gớt mà chèm gió bẹp gì. gió ngã đúng không, ngã mới dựng lên, À, anh mới dựng lên đừng như quan nó tội nghiệp nó. vậy là mốt anh phải đẩy đừng cho tụi em biết, là để bà con nhiều khi không biết là nó tại sao nó hiểu không, chứ anh mà anh dựng lên là đâu có ấy đâu được. Rồi cái em cũng tưởng đâu là con hù phải không. Cái gì Sáng nay đặc biệt cái là chưa nghe nó lo lắm phát. Nó giận. không biết sao do ngày hôm qua tắt á, do ngày hôm qua hay tắt sáng động nhưng mà như buổi trưa tắt luôn rồi, tại vì thấy cái nhạc kia nó lắng quá rồi, nhạc sân khấu anh dựng lên rồi em vô em thấy dựng mất tiêu rồi. Cái em tưởng đâu là con nai nó ăn sao mà thấy banh cành vậy, cái anh nói gió ngã ập xuống anh dựng lên. Tàn tạ luôn, rất ủng cũng tàn Mưa tạ dung nhan luôn, gan anh Ngọc luôn, tàn tàn tạ dung nhan luôn. cái bên đây nữa nè cô chú anh chị, bên đây là bị héo thôi chứ không có bị ngã nha. Ê Hôm qua dẹp hết ra được cái tàn hoa, cái đó hoa lại ta, cái bó hoa này. không chắc thấy nó héo rồi Hoa nên đậu chắc dừa này quên nhá. quên hả. Nó còn nữa rồi nè, Làm gì á? nó nằm ở trong đây nè, có làm gì đâu. Bên kia bên anh Minh á, mà bữa nay đói hay sao nó nằm dèm bẹp mà con nó ốm ốm sao á, Có xem cái sao đói đói rồi bữa nay không có căng lên, là gì trời. ý là cái bụng á bữa nay sao không thấy căng phù lên rồi, Thôi bây giờ mình dọn dẹp đi. nằm biết chẳng khi nào mới chịu, không biết có chuyện gì xảy ra. Không còn một cái bông luôn. Ủa bữa bông nhiều lắm mà Tại sao đại lễ không còn bông luôn? kỳ ta, sao bữa nay bông còn, cái này Tại bông vì hường bông nhiều lắm á, ngắt tặng cái gì rồi. có không mà hôm qua thấy có tặng không, Có hôm qua có tặng á. rồi chắc ngắt cái này Có hết tặng nữa. không? Có hôm mà tặng bông mẹ nó gió hôm trước gì Ủa mà em thấy ngắt là phải có cái đọt nó bị ấy chứ, tại sao thấy nó cũng đâu có bị gì đâu. sao một bia một ngày đại lễ thì thấy nó sơ sát. Ủa, anh nghĩ là hai cái chàng hoa này dẹp luôn đi. Đúng rồi, tàn ha, phải cái không, bị nào cái này bị cái nào ngã mình nè. thấy mình dẹp đi. Ừ Đây, nè con mắt như này nó đó sơ cô chú sát anh gì chị, làm sao mà trưng được, nên đâu còn hôm đẹp nữa qua biết phải sao không, lớp được thì nên tràn dẹp luôn. một lớp ấy, thì ai tặng Mình sẽ thế lớp mang thì lời ca tiếng hát giờ cho mình đời thấy tạm ở đây thần mình ngon lau dọn quá. gì đi, không cái mình ấy nha. Mình Đó, ấy một tiếng anh nha. Minh hay cái dùng từ ấy cái em không biết ấy là gì đó ấy nữa. Như qua qua ngày đấy như mình nó sức khỏe tràn đầy gì ta, nên Sao sớm dần này anh đi sớm hả, à. Có tao không, hôm qua chị tới mà không ai biết hết. chị nói anh hả, đậu
quá trời quá đất rồi. Dần điện thoại em ấy à. Thấy không, nó nói mà anh Kinh không nổi, đúng rồi. Ủa xanh Ngọc Kinh vô cái mốt đó phải không? Không mà chứng tỏ anh yếu không? Đúng rồi. Ngọc ta đừng, ta rừng mắt tiêu từ Kinh rồi kia, ta không có nói năng gì luôn á. Ghê luôn á. Của anh nặng không thì sao thấy ảnh than với anh Ngọc? 40 ký không? Thôi đi anh ơi, anh đừng nói nữa. Anh Ngọc, anh Kinh mà không nói năng gì luôn á. Còn anh ngồi đó than hả? Nhưng mà than không than thì cũng có khi rồi. Chị cũng gãy cây luôn hả? Ừ, để xuống làm cái gắt luôn kìa. Biết nó nặng cái nào rồi. Đây nước vô. Nè 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 nè. Nè không tin nè, nó lủng cái lỗ cái tay luôn nè. Rồi biết nó nặng cái nào luôn. À uống cái đấy cho coi nè. Khó á. Tay luôn à. Lủng cái tay. À mà lon. Lủng cái tay vô trong luôn là bà biết, bà không biết cái nào nè. Nặng cái nào à. Lủng vô một lỗ luôn nè. Cái tràng hoa kia còn nặng dữ nữa. Trời, cái tràng hoa hôm qua Vinh lên nhà chợ á, cái tràng hoa mà đỏ tươi á, cái đó nặng khủng khiếp luôn. Mấy cái này cũng nên dẹp luôn nha. À, nè. Đúng rồi, dẹp hết mấy cái đó xong tiền rồi. Rồi nó xong rồi mình dẹp luôn, đúng rồi. Dẹp luôn rồi. Qua giờ mình dẹp nè. Qua kêu dẹp anh em chị cho. Thì hôm qua là còn lễ, bữa nay hết lễ rồi. Bữa nay mình dẹp hết cho trong. Đúng không chị Nhi? Dù trời. Em dù trời. Hỏi không hề trả lời luôn. Dù là chắc không đồng ý. Thôi vậy thôi, để là đi. Không qua bỏ qua. Mình thấy khó quá nha. Mà cái đó là của anh chị Hồng Ngọc. Bà chị đến á, bà đảm luôn. Bà chị đến mà mấy anh em mình bị phân tán lực lượng hết trơn rồi. Còn có rồi dầu bị à. Hôm qua nôi trả lời với khán giả không cũng mệt. Hôm qua em biết sao, em tắt em chuyển sang chế độ máy bay luôn. Không thể nghe được, tại vì quay liên tục mà. Trả lời khán giả với con cái khán giả hỏi hoài luôn. Khán giả có người là đến đây là hỏi hoài luôn, thấy không? Ví dụ mà phát gạo này kia đâu đó. Có người một hỏi anh ba lần. Cứ hỏi xin cái phiếu đâu không à. Hôm qua thật sự thì nói chung là mấy anh em là coi như là bị gọi là quá tải. Phân tán lực lượng. Quá tải với công việc ngày. Quá đơn giản. Còn hôm qua thì nó phá quá phức tạp. Mà em nghĩ hôm qua mà thương nhất là mấy anh chị nghệ sĩ mà tụ tới 3 chiều á. Là phải nói là không ai mà. Không ai được ăn. Sớm rồi chị Nhi. Chờ quá ăn được mình. Chịu xíu vậy thôi mà. Đúng rồi anh Minh. Okay. Hôm qua em nghĩ phải chi mà mình đạt được 2 bàn ở trên Hoa Viên ha. Còn lại nha. Nó lên sử dụng tuyệt vời luôn. Chín bàn 10 bàn ở dưới đây á, bà khán giả ngồi hết trơn rồi, còn ai đâu mà dùng được nữa. Mà anh nói là nếu mà phải nói có 2 bàn cho nghệ sĩ là quá tuyệt vời. Mấy cái bàn ở ngoài á, khán giả ta bắt ta ăn để mấy cái bàn mới dành nhảy xong rồi. Chị chớ chị nghĩ thôi mà đang đói mà kiểu mà thức ăn. Như lại chị nghĩ đi không đi từ sáng tới xế nữa ai đâu mà nổi. Chưa qua nặng chưa. Chị nghĩ.
Cầm dưới đây giùm anh coi, dữ quá. Nặng á. Chưa làm sao, chưa làm sao anh. Chưa làm sao xong nhưng mà anh ginh một đống xuống đây rồi. Rồi để đâu? Nó cho anh cầm cầm luôn em. Anh có phải. Để ra ngoài kia đi. Anh để ra ngoài kia đi. Chưa gì hết. Chưa gì hết à. Mà anh đó qua như cúng rồi mà phải không? Tưởng đâu vỏ hoa nhẹ mà ông cầm lên ông biết cái gì, ông quất trên cái kia nữa. Vỏ hoa nặng đúng không? Vỏ hoa vỏ ấy này nữa. Ủa anh mà anh đó như qua cúng mà phải không? Hôm qua nghe nói cái vỏ hoa đó là không 10 ký à. Gì đá đá gì đúng không? Đó cái vỏ hoa đó, vỏ hoa là con chó đúng không? Con chó là tượng trưng cho cậu. Không phải. Cậu tưởng chó mà. Không phải. Cậu hết con chó. Không phải. Bị hiểu nhầm trong vấn đề này. Hiểu nhầm luôn hả? Nên cậu mới con chó. Xem coi. Con chó đẹp cho à. Đúng rồi, nó cái này nó nghĩa nó hơi sâu xa chút xíu. Thôi mình nghĩ đơn giản, thôi mình nghĩ đơn giản. Nói chung là vậy đấy. Chút nữa là nói chuyện rồi đi. Chút kiểu tâm sự sao tí mà tâm sự sao ha. Nào khó quá thì bỏ qua. Tại vì hôm qua là đông quá cho nên nhiều khi cũng có sự sai sót. Sai sót bình thường thôi. Chứ hôm qua chịu cũng nghe. Tại vì quá đông. Số chung là ngày hôm qua mình vô đây, vô đây mà quên hấp hương luôn. Đâu quay cái hình ba đê á chú nữa mới hấp hương cho cậu. Đông quá. Gì mà sư đâu mà tới quá trời luôn nhá. Sáng sớm. À, sư thầy, sư cô rồi tùm lum hết. Nên là mình nói ủa sao tới dữ vậy? Âm âm luôn rồi hỏi sao? Ngày hôm nay ta hợp qua nhau nơi đây. Mọi người bên nhau ta mừng. 1, 2, 3, ta cùng thôi. Tắt đèn. Tắt đèn nữa lao chứ sao? Ủa cái này là... Sắp tới còn cái sự kiện nào mà lớn. Có lẽ là chỉ có em đã quên rồi. Vậy là em đã quên rồi. Câu ước hàng. Có lẽ họ đẹp hóa sáng hơn. Nó nữa hả? Cô gông. Ôi dạ, để anh đảo lại chủ đề. Để lại chủ đề coi. Sinh nhật của chú. Sinh nhật của chú. Sinh nhật của chú gì lớn lắm á nghe. Sinh nhật của chú khán giả 10 tháng 12 20. Chị Linh đó nói là chưa ai đặt bàn là chị đặt trước 4 bàn rồi đó. Thôi vậy thôi, chị đặt trước 4 bàn. Chị dự tính bánh kem rồi ghi làm cho cậu lớn lắm á. Minh, con bỏ gì đây không? Còn cái kia nữa đâu? Không mà tính anh Ngọc cũng khỏe chứ anh. Còn cái nữa đâu? Hai cái tay ông kìa, cái tay ông ốm chứ mà ông dán hai cái tay ông lên cái lực sĩ nữa. Rồi giờ găng nổi cũng vậy. Ê, bữa nào anh Ngọc anh thử anh Minh thử coi nổi không? Đâu mới thiệt đỉnh á. Tí rồi chưa thử anh nổi đó. À. Nổi nhỏ nhỏ mà hay. À. Mà qua bữa sau là hay anh đuối hơn chồng em á. Tại vì anh chấp hai mà anh sao trước. Là anh rồi. Bữa sau là anh nói dở dở cánh tay lên không nổi luôn hiểu à. Hai bên luôn nhưng mà một. Thì anh chấp rồi còn gì nữa. Một thời gian mà thi đấu mà hai người thì phải kiện bình thường thôi. Em cảm với anh xong em. Không bình thường em hạ ông áo vàng em cũng khá ông bình thường thôi chứ đâu. Hạ ông áo vàng sau còn anh hạ ông áo vàng trước anh mới đấu với em. Rồi bữa nay anh em mình làm lại cái nè. Thôi. Dụ. Dụ mà giỡn tay không nổi hết quay được. Nhỏ vậy chứ mà người ta mạnh hơn người bự bự nha. Thấy vậy đó. Ý là nói là chị nhỏ hơn đó. Không, ý anh nói anh á. Không, chị nói là chị là nhỏ hơn vợ của em. Nhưng mà có thể là mạnh hơn đó. Ờ. Vũ, vợ em còn tay luôn này. Thì em cũng yếu mà. Nhưng mà ý em nói là chị đang nói anh á. Nói
Ê, anh nói anh bự mà anh yếu hơn ta đó. Ý chị chê nó mà giỡn đâu. Em đâu có gì đâu, thì em em yếu hệ. Thì em yếu, em còn non và xanh lắm. Em biết mà. Chú còn non mà xanh lắm. Không biết. Cái tối ngày nó đi theo mình, chú còn non về xanh lắm. Ủa mà ngày hôm qua nó đi bị ở nhà thiệt. Hôm qua có đi vô mà. Có vô không? Xe ngoài nó đâu hết à? Có. Mà chắc ở nhà chờ nhiều quá. Không thấy lên đây. Hôm qua 5-7 ngàn người mình đi kiếm. Tại nó đâu có sợ ai nó đi. Của cái chị gì đó. À rồi nhỏ xíu xíu chạy theo nắm tay mình, nó khùng ghê ta. À, biết mình quen. Chứ sao? Con của cái anh gì mà bị cái chân đó. Nó còn ông cũng ngộ, ổng đang giữ con mà anh nêu kêu ổng đi quay giùm cái ông bỏ ông chạy đi con ông bỏ lại. Ừ. Xong cái mình mà chút xíu gì mình đi theo cái con ổng theo mình, nhỏ gái biết tuổi, biết quen. 2 tuổi 3, 2 tuổi mấy. Chạy theo nó nắm tay anh miết luôn á. Con đi theo đây, đi theo đây. Rồi, con dắt qua đây, mẹ nó đứng ở đây nè. Trời ơi, con chạy kìa chị. Hôm qua thì lớp nghệ sĩ ở đây, lớp nghệ sĩ lên qua tệ đàn. Quá trời, lớp con tán, lớp lực lượng quá trời luôn, giờ xong quá không? Để anh, để anh cho cái ấy nước lên như đã. Ủa, mấy cái ly chung xong chưa? Anh, xong rồi. Hãy chung lên đi, anh cho... Xong rồi mà dưới còn bình nước lọc. Anh, dưới có nước lọc không? Hôm qua cái dàn nghệ sĩ cho hai chị Phương. Hôm qua mời bình nước không còn một bình nào luôn. Vậy là giờ hết luôn rồi hả? Anh Minh qua nghỉ hả? Hôm qua mấy cái dàn nghệ sĩ. Vậy là giờ để em đi chạy qua bên kia không biết còn không phải không? Quá trời đông. Cái dàn nghệ sĩ mà của chị Phương Lê là giữ nào cao to à? 1m8 không? Hết luôn hả? 1m8 rồi quá. Rồi, hết nữa rồi. Con không? À. Mỗi qua không biết có bỏ đá vô đó không nha. Sáng vô quay hoàng luôn á. Qua khắp phương xin lỗi chú luôn. Qua là đều mình qua mình lâu ấy mình quên qua khắp buổi sáng luôn á. Buổi sáng qua khắp luôn hả? Anh nhớ luôn. Như tranh thủ nha. Chỉ có điều hôm qua mấy anh em mình không có vệ sinh buổi sáng đâu nha cậu ơi. Sao vệ sinh được? Thì bởi vậy. Dạ tới tấp luôn nha. Bởi vì mình cũng biết trước cái tình trạng này cho mình, nên mình kêu ekip nhờ nói anh em ekip là mình đã dự định là mình chụp buổi hình một buổi sáng đúng không? Mà bị vỡ ta còn phải vỡ trận đâu có chụp được đâu. Bởi người ta nói cái gì ta nói cũng đúng hết, ta nói là tính trước bước hôm qua là vậy. Mà sao gì ta nói tính trước hôm qua mà tính trước là phải nhảy. Tính là để trong lòng thôi, tính để đó. Còn tính là... Giờ mình không tính mẹ mình cũng chơi ha. Không, cái hoa này giờ mình đem ra sáng mình đốt luôn. Môi, hôm nay là ngày gặp. Bữa nay còn 15 mà giờ đi ra ngoài lấy bánh ít vô cúng chú cô chú anh chị ơi. Bữa nay 15 mà cũng có khán giả đến đông á, bây giờ ta. Đó, nè, chồng đốt nhang đi, cúng đi để mấy cô vô tới.
Rồi. Rồi mấy cô cúng sau. Ờ, có khán giả đến sớm. Mình phải thay đổi chứ. Là mặt ông tiếng thôi đó. Ừ. Suy nghĩ quá thôi mặt ông ơi, ông Phượng. Dạ chào hai cô. Hai cô ở đâu đến hai cô? Dạ. Ôi ôi là đi xa. Dạ có mâm. Ngọc ơi lấy mâm anh. Lấy mâm. Dạ cái mâm. Dạ. Mua bánh ít mà bữa nay mua không ra. Đó, tụi con mới mua bánh ít rồi con. Mua ở đâu hay vậy? Tụi con mua ở chợ Bến Cát. À, đây, dạ. Đây mình đi xuống đường này. Con biệt danh của con là 5 cái bánh ít sáng nào con cũng 5 cái bánh ít mà. Trời ơi, hỏi dư hỏi người ta, ta nói bữa nay mua bánh ít không ra đâu. Biệt danh của mà con mà là... cỡ nào con cũng mua bánh ít được hết á. 15 bánh ít. Tại vì con gần đây không? Gần đây không? Dạ không, cô cách đây cũng tưởng đâu gần là mua con một chục đi. 7-8 cây vậy con. 7-8 cây sao đâu con mua cúng rồi con. Nhưng mà dạ. Con muốn mua sao đâu con. Với cái lòng nhưng mà bây giờ chứ còn con cúng con là nghĩ con. Bây giờ là mua không còn nữa tại vì con mua sớm dạ. Con cúng là con cúng còn dạ. Còn cô đúng cúng rồi. Là cái rằm biết sao không cô bữa nay dạ. Là cái rằm nè mà tại vì cô con có hồi sáng á ở ngoài cổng hay có cái anh bán bánh tét giùm con bánh tét là cô tâm nguyện cô là cô muốn là ngày rằm tháng 7 nên là lên anh Năm Vũ Linh đó dạ. Đúng rồi, cô lên có hấp hương là quý rồi đó cô. Mà sao mình không đi hôm qua cho cô? Hôm qua thi đồng quá. Qua đồng quá cô ơi. Quá đúng quá. Sáng có hai cô ở Bình Thuận đến cô chú anh chị. Cô từ biển là ghi hả cô? Đi từ mấy giờ về đây tới đây cô? Đi 3 giờ. Rồi hôm qua là phải nói rồi. Ổn nha. Dạ, ôi mà thấy đây hên quá mình đón đâu là đúng đó luôn. Mình đón là chị nhìn ở bên cánh luôn á cô. Nhà nó ở Sài Gòn.
Gòn đến ở đây sao đi về kịp. Là... dạ tụi con phải thuê nhà ở đâu đi là buổi chiều tối là không cả tới tối luôn. Rồi đó là chỉ hay ở tới tối đó. Nước không ha, bữa nay là lau hoài nước hoài nè, bởi vì qua mưa lớn. Thật sự mà mấy anh em mình mà không sát cánh với cậu là 6 tháng này là mấy anh em mình cũng đã kiếm công chuyện khác làm rồi. Cho anh đỡ lên cái là... sạch chưa bên đây? Có gì anh? Chuẩn bị gì không? Nước quá chừng. Gì chị? Ủa mấy cái đèn này giờ sao anh? Dạ tuần sáu là chiều đem về được cô ơi. Cái này là bỏ chưa hay là bỏ? Cái này là bỏ hết hả? Hả? Chứ vậy không có lần đốt được nữa ha. Mình sẽ mở đèn với chị mình về nhà lâu chưa? Anh đi câu cái gì vậy? Cô có những nên nghe đi coi cái này gì? Nhờ nó chăm ngang giùm mà. Bạn anh không có để đó được lâu đâu, anh để xuống đó trên đầu mộ, cái đó trên đầu mộ anh Ngọc. Đó rồi. Đây nè, cái động đây nè, bên đây nè. Chứ anh giờ cái bông nó ra ngoài luôn. Rồi là đi anh ngơ. Không tin được rồi. Sáp dính quá trời. Ta không sợ anh thôi. Kỹ thì chơi luôn á. Màu lao bằng ấy nữa. Bằng ấy nữa, anh hay dùng từ ấy. Anh nói nhưng mà anh có quay hình là cô quá biết rồi. Nhưng mà em nhiều khi em ở đây em còn không biết cái từ ấy. Em chưa bà xã. Cái sáp đèn này sao mà nó dính quá trời luôn. Vô qua tắt chưa mở à.
cách thì cô ơi, vừa qua là không? Đội nãy đi tìm không ra cái ngọn xe giá. Năm ơi chỉ đường em bị lạc lối rồi chứ. Vậy mà giá chỉ tìm ra đó. Dạ. Một cái bông để đây được không? Chắc ảnh nghiên cứu của anh hồi qua rồi. Nếu ba cái sáp này nó chảy ra là thấy mà cái lõi hấp này nó chảy vậy nè, chứ trong cái ly nhỏ hổm ít mua không có chảy nha, nó vô trong cái ly hết à. Hello chị Nhung. Sao bữa nay chị Nhung trễ vậy? Hôm qua chị Nhung có khỏe không? Khỏe chứ, khỏe mà đi làm. Qua coi hay quá ha. Thấy không? Con gì mà áo đen rồi. Má còn đỏ ngột, đỏ ngộ luôn ha. Chú Ngân Tuấn. Không có tốn tiền mua vé. Đi làm về mệt ha. Cứ mỗi ngày đi ca hát chạy nghe là quý lắm rồi. Đúng rồi. Hôm qua có chị cũng bằng áo giống chị nè, leo lên cây sari ngồi trời. Nhìn lạ quá, chắc ở khu khác. Ngồi chụm lũm trên cây sari luôn á. Trời ơi, em nói không có chỗ để mà chen vô. Quá chừng quá đắt. Em nói rồi tiêu rồi. Em nói giờ hay quá trời mà giờ quay có được đâu quay. Ủa bữa nay anh chưa quét ha. Anh chưa quét cái nền ta. Đúng rồi. Ồ bữa nay làm cái không ít đốt nhang sớm ta. Gì chị? Chắc na chị nóng quá. Chị bận cái áo dày quá. Áo nó chưa nóng không? Nóng nhưng mà nó phải che. Em nóng quá em chịu không nổi. Em mùa lạnh em mới mặc nó nổi còn y như mát mát. Kéo hả? Trong cái bọc màu màu đen á chị?
Tại hôm qua mấy chị kêu giờ cắt đâu đi chứ để ngoài coi chừng lạc đâu nữa. Em nói thôi chị để trong cái bọc đen đi, không có lạc đâu. Nên chị để còn ló ra kìa. Đẹp. Lúc và đến đây thì cái video của Hiền Tiên xin kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video lần sau nha.